Chị Giang, chị thấy sao, thích không? Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời, chị đi giao hàng xong chưa? Chị chưa đi giao được, chưa đi chị à. Tên đi. Đó rồi. Thôi xong đi. Đi sống này cái người mình thì cuộc đời mình có định hướng mới cho cuộc đời mình. Chị Thoa. Dạ. Chị Thoa đâu? Chị Thoa hôm nay mặc cái đầm đẹp quá. Quá nổi bật luôn. Có được hai thêm bộ nữa không? Trên tàu này hôm nay là có loa và có micro. Được hát. Nay chúng ta sẽ được thưởng thức cái giọng ca của chị Hoa, chị Thoa. Dạ. Trường chứng khoán rồi chưa? Dạ, hôm đó thì bỏ lô đó không vô tính chán. Tài chính là không mình anh ở đây luôn à? Cờ cờ. Tony, cái lại giá tăng sổ tiếng Anh em giờ ra tiếng Việt nha. Từng cổ giao duyên tiếng Anh. Hello. Your name please. Sumit. Sumit. Okay, our captain name Sumit. Yeah. Từ để ra ngoài bài ngoài biển đó đã. Anh chu. Em mấy tấm hình. Rồi tấn nhiều. Cho một vài cái cảm nhận đi. Anh thích không? Có tuyệt vời luôn hả? Vài bữa anh em mình về đi câu cá mà đảo đúng bài. Chiếc này đi câu cá là hết bài luôn. Đây phục vụ nước cho quý vị đây. Thank you. Thank you. Your name please. Wow. Nice to know you. Xíu nữa đứng nắng à. Nelson, say something by English. English? English. Oh, this is beautiful. It's a beautiful day on a beautiful boat. Wow. And I'm super happy. Super what? Happy. Super happy. You like it? Oh, I love it. I love it. Wow. Oh, I'm ready to go swim right now. Wow. Oh, you wanna jump? I wanna swim. Yeah. Chút nữa ra kia. Chút nữa ra kia. Giờ chuyển sang tiếng Việt rồi. Dễ thương quá trời luôn. Em trai đến từ Dallas. Dallas đúng không? Dallas. Wow. Dễ thương quá trời. Hy vọng là sẽ gặp lại em ở Dallas. Yeah. Với lại mấy em dạy của em. Với lại mấy em dạy của em. Em dẫn đi chơi hết chưa? Vậy không? Dẫn đi mấy cái discotheque hả? Dẫn đi club này, dẫn đi chơi, dẫn đi ăn uống. Wow. Dẫn đi thăm mấy ghệ mễ. Wow, dẫn đi thăm mấy ghệ mễ hả Tony? Dạ. Tony đi chuyến này về xin visa Mỹ được rồi đó Tony. Làm gì là phải có thưởng thức đặc sản. Dạ. Và mình qua chỗ nào mình phải thưởng thức cái văn hóa nữa. Dạ. Đặc sản của ghệ mễ thì ok, cứ giờ Việt Nam dùng đi. Dạ. Không chịu cứ giờ Việt Nam. Ồ mễ em chưa. Cho nên giờ đang dụ nó dẫn về. Chị em nghe nói mễ đẻ dữ lắm phải không chị? Không biết chắc vậy. Mễ đẻ ghê lắm. Sinh xong là nó. Wow, sinh xong là hết đẹp liền hả? Ngay Việt Nam mình sinh xong vẫn đẹp. Wow. Đó, chị là một điển hình đó. Ngồi xuống em. Quát chưa? Để cho nó ngồi xuống đã. Từ không có gấp nữa, 2 tiếng đồng hồ. Trời ơi, tha hồ mấy anh chị. Tuyệt vời luôn. Khoan này em. À, em nghe đồ mà anh chính là sai tàu mà ta. Đây, phải quay cảnh để cảm giác được những người sai tàu xe nè. Những người sai tàu xe mà hỏi vậy đó. Anh chính là sai tàu xe đúng không? Sai tàu nè, sai tàu nặng luôn á mà vậy đó. Em sự... còn hơn đi xe đò nữa. Chị nói rồi, anh ói em há miệng ra là coi thằng dám ói vô là hết ói. Trời ơi, chị Thoa chị đóng phim Titanic kìa. Trời ơi. Mấy cái thằng này nó ói em há miệng ra cái là hết ra đóng phim Titanic. Quá đẹp, zoom vô anh. Zoom vô. Không được hai thằng này nó. Chị Mỹ Thoa. Rồi nhiều lắm rồi. Chị Giang đi giao hàng xong chưa? Giao xong hàng chưa? Anh có nhạc